Đây là chị biên tập thân thương của chương trình Du lịch và cuộc sống ở TV9. Nó chỉ khen mình những cái lúc này thôi, giờ có lúc đi trễ nó mới khen. Thế thôi à. Bây giờ thì sáng cho nên là chưa tới giờ bay, mình đi ăn sáng một phát nào. Ly cà phê của mình trong sáng nay và mình vừa phát hiện một món đồ chơi rất là thú vị luôn. Đây. Đây là một ly cà phê sữa đá Việt Nam và cà phê sữa đá Việt Nam is the best. Dành chỗ của người khuyết tật. Thời tiết khá là mát mẻ. Hà Nội chào đón đoàn mình bằng một thời tiết quá là tuyệt vời luôn. Tiêu tốn năng lượng dễ sợ đúng chị. Lên máy bay ngồi ăn sáng trên máy bay, ăn sáng trên máy bay xong rồi ngủ, ăn không ra sân bay, ăn phở, chưa tiêu rồi lên máy bay lại tiếp ăn đó rồi vừa xuống máy bay ăn tiếp, tiếng nữa lại tiếp tục ngủ. Thank you.
thì bây giờ đoàn của mình cũng đã được nhận phòng khách sạn tại khách sạn Le Jardin. Le Jardin là khu vườn đó mọi người trong tiếng Pháp. Và đây là chiếc giường của mình. Thật là êm ái. Xin chào mọi người đến với Hoàng Thành Thăng Long. Và đây là chiếc vé, một trong những di sản văn hóa thế giới. Và bên trong Hoàng Thành Thăng Long có gì thú vị? Xin mời đi theo Hạnh around. Chính giữa sẽ là cổng vào bên trong của kinh thành. Bây giờ mình sẽ vào cổng chính nha. Là những cổ vật của thời kỳ Đại La. Không ạ, đang có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long. Và ngày hôm nay rất may cho đoàn tụi mình nha, vì là hôm nay là ngày âm lịch là ngày 3 tháng 3, là ngày giỗ của vua Lý Thái Tổ. Cho nên là tất cả mọi người sẽ được đi lên cái bậc thềm rồng này. Đây là con đường mà bình thường sẽ không được đi, không được phép đi, chỉ dành cho vua đi thôi, để thiết triều thôi. Mà ngày nay mình sẽ được bước lên những cái bậc này, để bước lên và thắp cho vua Lý Thái Tổ một nén nhang. Dạ. Hồ Hoàn Kiếm. Dạ, Hồ Hoàn Kiếm. Mà sau khi chị tôi chụp 1000 lấy một tấm hình thì chị tôi đã thỏa mãn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn kem nha. Trời ơi, ánh sáng này làm cho chị em chúng ta đẹp quá. Hai chị em mình đi bộ. Đi bộ giữa thủ đô. Chúng ta đã đánh hết bờ hồ rồi đó. Dạ. Nhớ chưa? Chưa hết mà chị. Thủy Tạ là nhà hàng rất là signature tại Hà Nội. Khi mà tới đây thì mình sẽ ngồi ở nhà hàng này, nhất là lên lầu nha mọi người, mình sẽ được ngắm toàn cảnh Hồ Hoàn Kiếm. Đây là dessert ice cream, tart ice cream. Biết rồi, nó chắc đẹp nhỏ quá.
rồi bây giờ thì mình đi về lại phòng của mình và tẩy trang thay đồ nghỉ ngơi đây. Và bây giờ mình đã về tới chiếc giường thân yêu, mình sẽ hẹn cả nhà trong tập 2 nha.